Thưa quý vị, vào sáng ngày hôm nay 19 tháng 11 tại Hà Nội, Học viện Tài chính, tiền thân là Trường Cán bộ Tài chính Kế toán Trung ương, trường đại học đầu tiên của Trung ương đào tạo chuyên sâu về tài chính kế toán, đã tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm xây dựng, phát triển và đón nhận huân chương lao động hạng nhất lần thứ 3. Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, giáo sư, nhà giáo ưu tú Vương Đình Huệ và các nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Nguyễn Thị Kim Ngân dự lễ kỷ niệm. Năm 1963, khi đất nước đang trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, thực hiện kế hoạch 5 năm lần thứ nhất phát triển kinh tế quốc dân và kháng chiến chống Mỹ cứu nước ở miền Nam, Trường Cán bộ Tài chính Kế toán Trung ương, tiền thân của Học viện Tài chính, được Hội đồng Chính phủ thành lập, trở thành mốc son có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong sự nghiệp đào tạo cán bộ có trình độ cao của ngành tài chính kế toán và nền kinh tế quốc dân. Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã trao huân chương lao động hạng nhất tặng Học viện Tài chính và gắn huân chương lên lá cờ truyền thống của học viện. Đây là lần thứ 3 Học viện Tài chính được vinh dự đón nhận phần thưởng cao quý này. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bày tỏ vui mừng, xúc động và tự hào được gặp lại các thầy giáo, cô giáo đã hết lòng dìu dắt, dạy dỗ trong những năm tháng còn là sinh viên khoa kế toán và các đồng nghiệp đã cùng gắn bó trong hơn 20 năm là giảng viên, cán bộ lãnh đạo của học viện. Để thực hiện thành công sứ mệnh và mục tiêu chiến lược xây dựng, phát triển Học viện Tài chính thành trung tâm đào tạo và nghiên cứu khoa học về kinh tế tài chính kế toán hàng đầu của Việt Nam, có uy tín trong khu vực. Chủ tịch Quốc hội lưu ý, Học viện cần cụ thể hóa triết lý giáo dục, công dân toàn cầu trong thế giới thay đổi, gắn liền với các giá trị cốt lõi, chất lượng, uy tín, hiệu quả, chuyên nghiệp và hiện đại, có các chính sách đột phá, khả thi để xây dựng Học viện trở thành một trong những trung tâm lớn của cả nước về thu hút nhân tài, bồi dưỡng nhân tâm, hoàn thiện nhân cách, phát triển nhân lực. 60 năm qua đã 5 lần thay đổi tên họ và di chuyển qua nhiều địa điểm. Nhưng truyền thống của Học viện Tài chính là một, vẫn tâm hồn ấy, phẩm chất ấy và cốt cách ấy của các thế hệ thầy và trò Học viện Tài chính. Những tình cảm đùm bọc, yêu thương giúp đỡ nhau của đồng bào những nơi Học viện Tài chính đã đứng chân sẽ luôn là những bài ca không bao giờ quên trong tâm trí thầy và trò Học viện Tài chính qua các thế hệ. Tôi cũng mong tất cả chúng ta, những người đã từng công tác học tập tại trường, dù ở cương vị nào, cũng sẽ luôn cố gắng phát huy tài năng, sức sáng tạo, đóng góp nhiều hơn nữa cho đất nước. Đó cũng là hành động thiết thực xây dựng hình ảnh, uy tín của Học viện Tài chính thân yêu của chúng ta. Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội đã trao tặng Học viện Tài chính 60 bộ máy tính và trang thiết bị giảng dạy học tập, trao tặng Quỹ Phát triển Giáo dục Tâm Tài chính 100 triệu đồng. Chủ tịch Quốc hội đề nghị Học viện vận hành hiệu quả quỹ, dành nguồn lực thỏa đáng để cấp học bổng cho sinh viên nghèo, sinh viên xuất sắc, hỗ trợ phong trào khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, để Học viện trở thành một trung tâm đổi mới sáng tạo có chất lượng và uy tín của cả nước. Tại lễ kỷ niệm, Giám đốc Học viện Tài chính, Phó giáo sư tiến sĩ, nhà giáo nhân dân Nguyễn Trọng Cơ đã trao biểu trưng nhà giáo tiêu biểu, vinh danh Chủ tịch Quốc hội và lãnh đạo Học viện qua các thời kỳ.